Cùng với việc cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, trong 10 năm trở lại đây, hoa tam giác mạch đã trở thành thương hiệu mang tính biểu tượng của du lịch Hà Giang. Vẻ đẹp mộc mạc, ngút ngàn của hoa tam giác mạch điểm tô hòa quyện với sự kỳ vĩ của thiên nhiên, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc đã thu hút mời gọi hàng triệu lượt khách mỗi năm. Rất là đẹp nè, và cái hạt của nó đó mình có thể làm nên cái loại bánh kẹo đó, cho nên là tụi em rất là thích và tụi em đã check in rất là nhiều về hoa tam giác mạch. Với chủ đề sắc hoa cao nguyên đá, lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 6 năm 2020 sẽ có nhiều điểm mới. Sau lễ khai mạc, một chuỗi các hoạt động liên tiếp tại 4 huyện khu vực công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn sẽ là điểm đến hấp dẫn để du khách chọn lựa. Riêng hoa tam giác mạch được trồng thành nhiều đợt tại các vị trí trung tâm, các điểm nhấn hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, trải nghiệm. Trên 250 ha được chia làm 3 trà, trong đó cái trà phục vụ cho lễ hội này là trên 60 ha. Để đảm bảo cho làm sao cho du khách đến với vùng cao nguyên đá Đồng Văn trong cái dịp lễ hội mùa tam giác mạch này có thể được ngắm tam giác mạch suốt từ thời điểm cuối tháng 9 cho đến hết tháng 12. Lễ hội hoa tam giác mạch lần này nhằm tôn vinh giá trị di sản địa chất, vẻ đẹp của hoa tam giác mạch và sức sống mãnh liệt của đồng bào tỉnh Hà Giang, đồng thời tiếp tục quảng bá tới du khách về một thương hiệu du lịch mạnh. Chúng ta giới thiệu với du khách, mà đặc biệt hiện nay là du khách nội địa của chúng ta, để là đến với Hà Giang, và đặc biệt cái thông điệp của chúng ta là hoa trên đá, và cũng như là thông điệp là điểm đến an toàn. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn, thú vị khác. Giải đua xe địa hình với chủ đề tinh thần đá, liên hoan văn hóa ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động trải nghiệm như thi làm bánh, thi trang phục dân tộc và ngày hội văn hóa dân tộc Mông.